Chào các bạn, video này tôi xin giới thiệu với các bạn chế độ sửa chữa trên màn hình của xe da gà GD755-5 của Komatsu. Sau đây mời các bạn cùng xem. Quy trình sửa chữa này ấy, đều giống như các loại da xe khác GD đời 95. Để các bạn vào ấy, thì các bạn sử dụng hai công tắc số 1 và số 2 để các bạn vào cái chỗ sửa chữa này. Để được vào trong màn hình chế độ sửa chữa hay gọi là service mode, các bạn sử dụng hai công tắc số 1 và số 2 để các bạn vào. Đây, tôi cùng làm với các bạn. Tôi dùng hai tay ấn ở bên tay trái giữ khoảng 3 đến 5 giây. Khi đó nó sẽ hiện lên màn hình một dãy số 00. Và các bạn lúc này các bạn chỉ cần nhập vào số 6491, sử dụng công tắc dưới hoặc cộng hoặc công tắc trên để các bạn di chuyển con trỏ để nhập 6491. Sau đó các bạn ấn công tắc xuống dưới nhập bên phải thì chúng ta đã vào được trong chế độ sửa chữa của màn hình máy GD775-5 rồi. Đây, như vậy là tôi đã nhập được vào xong. Sau khi các bạn vào được chế độ service mode rồi thì nó sẽ hiển thị lên từng hạng mục trong chế độ service mode. Tổng thể là có 12 hạng mục. Tất cả hạng mục đầu tiên đó là hạng mục machine fault, tức là các lỗi về cơ khí. Hạng mục thứ hai là hạng mục có lỗi về điện. Hạng mục thứ ba đó là hạng mục Ichinichiver, tức là khi các bạn vào hạng mục này để các bạn cài đặt các thông số. Hạng mục tiếp theo là hạng mục torque converter install, tức là các bạn để cài đặt biến mô. Hạng mục tiếp đó là hạng mục về engine now size. Hạng mục này để các bạn đặt lại cái chế độ động cơ chạy ở chế độ không tải. Tiếp tục là hạng mục option selection, đó là hạng mục về các bạn tùy chọn trong cài đặt. Tiếp tục là hạng mục operation information, tức là hạng mục để các bạn đi vào trong để tìm cài đặt các thông số về bảo trì bảo dưỡng về máy. Hạng mục về information này thì nó còn cho chúng ta biết được là cho chúng ta biết về thông tin về lượng nhiên liệu tiêu thụ của máy là bao nhiêu, tổng số giờ, tổng số km chạy được, cũng như là tổng số nhiên liệu trung bình. Hạng mục maintenance monitor này thì nó mới cho chúng ta biết là các hạng mục về bảo trì bảo dưỡng, đặt lại các thông số về bảo trì bảo dưỡng. Rồi hạng mục tuning, đó là hạng mục chúng ta để cài đặt lại khi mà chúng ta thay thế các cụm chi tiết mới. Hạng lực low injection này là hạng mục để chúng ta để xe lâu rồi thì chúng ta vào cái hạng mục này chúng ta đề không nổ, dạng là đề chay để cho xe lổ. Hạng mục xin anh đi cắt in cắt out là hạng mục này để các bạn cắt các chi tiết, xin lỗi, cắt các kim phun, một hai kim phun để các bạn test các kim nào là kim chết, kim nào là kim không. Hạng mục real time monitor, tức là cái hạng mục để các bạn kiểm tra các thông số trên màn hình, xem màn hình các thông số của máy đã nó có đúng với thực tế hay không, nó có đúng với cả tiêu chuẩn hay không. Hạng mục đầu tiên là các bạn vào bên trong ấy, thì các bạn tiếp tục các bạn ấn phím số 1 phía dưới bên phải thì các bạn sẽ được
mở 9 phòng, các bạn ấn tiếp bên trong thì nó sẽ hiện ra đây, và ấn đó, thì nó sẽ hiện ra cái như này. Nếu các bạn có lỗi thì nó sẽ hiện lên mã lỗi ở đây. Ở đây nó sẽ chỉ là số thứ tự này, mã lỗi này, số giờ đã xảy ra và tổng số bao nhiêu lỗi đã xảy ra rồi. Thế như ở đây mình sẽ tạo mục tiếp theo để các bạn sao lỗi nhé, cơ khí đó là lỗi điện. Các bạn ấn phím số 2 ở phía trên thì các bạn sẽ vào được cái lỗi điện này. Để các bạn ấn tiếp phía vào bên trong thì các bạn đi ấn phím số 1 sang bên phải thì nó sẽ vào được bên trong. Đấy. Vì ở đây nó không có lỗi cho nên nó sẽ không hiển thị lỗi ở đây cho các bạn. Nếu có lỗi thì nó sẽ hiện ở đây là số thứ tự và đây là mã lỗi, số giờ xảy ra và tổng số lỗi đã xảy ra. Ở đây là giờ gần nhất và giờ giờ xảy ra lần đầu tiên và giờ xảy ra gần đây nhất thì nó cũng sẽ hiển thị ở đây cho các bạn. Đó là mã hạng mục tiếp theo. Sau khi chúng ta lỗi cơ khí và lỗi điện rồi thì chúng ta sang hạng mục trên tham monitor. Ở cái hạng mục lỗi điện và lỗi cơ khí thì các bạn chú ý là lỗi điện chúng ta xóa được, lỗi cơ khí không xóa được. Bây giờ chúng ta sang đến hạng mục diệt tham monitor thì ta ấn bên trong, dùng phím 1 ấn phía dưới để vào bên trong. Thì hạng mục chức năng của hạng mục này là nó giám sát các thông số của máy, toàn bộ các thông số của máy ở các cụm chi tiết khác nhau. Ở đây là ví dụ như là ở đây là monitor panel, tức là của màn hình. Nên các bạn ấn vào sâu tiếp bên trong thì các bạn cũng sử dụng phím 1 để các bạn ấn lên bên phải thì các bạn ấn sâu. Còn cái là hạng mục, các hạng mục tiếp theo ở trong hạng mục này thì các bạn chỉ cần ấn phím 2 ở phía trên. Chúng ta có vào các hạng mục ở bên trong, rất nhiều các hạng mục khác nhau ở bên trong. Tùy theo mục đích của các bạn sử dụng giám sát nó là cái gì thì các bạn chỉ cần ấn phím 1 và phím 2 để chúng ta vào. Hạng mục tiếp theo đó là hạng mục cắt từ máy, hay chúng ta hay gọi là cắt từ xi lanh trong của động cơ. Để vào hạng mục này các bạn cũng ấn phím 1 ở bên phải. Thì chúng ta vào được là có đây có 6 máy và chúng ta sẽ cắt từng máy để chúng ta cắt từng đồng xi lanh để chúng ta xem là con kim phun nào là con kim phun bị chết. Chúng ta muốn chọn xi lanh thì chúng ta chọn ở công tắc số 2 ở phía trên. Như vậy là chúng ta cũng sẽ được con xi lanh mà chúng ta cần kiểm tra. Ví dụ như ở đây là tôi chọn được con xi lanh số 2. Và khi tôi chọn được rồi thì tôi ấn xác nhận. Và sau đó thì tôi sẽ biết được là cái con kim phun này nó chết hay nó sống dựa vào cái lượng tiêu thụ nhiên liệu của từng con kim phun khác. Trong trường hợp các bạn cắt đi mà lượng tiêu thụ nhiên liệu mà nó tăng lên thì nó con kim phun này là con kim sống. Còn trong trường hợp các bạn cắt mà lượng tiêu thụ lượng nhiên liệu của tổng kim phun mà nó không tăng thì như vậy con phun này là con kim chết. Đó là ý nghĩa của cái việc cắt cylinder cắt out này. Hạng mục tiếp theo sau khi cắt kim phun rồi đó là hạng mục low injection. Hạng mục low injection này để các bạn đề chay, trong trường hợp các bạn để xe lâu thì các bạn vào hạng mục này thì các bạn đề vài lần để cho nó ấm máy, máy không đổ, để cho nó tức là kim không phun nhiên liệu rồi thì để cho máy nó làm việc trong cái là bụi trơn. Và sau đó thì các bạn tắt nó đi và các bạn để lại thì nó sẽ lộ. Đấy. Thì các bạn vào thì các bạn ấn phím một từ phía dưới và ở đây nó có chữ ready và khi đó nó đã xong rồi. Hạng mục tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn đó là hạng mục điều chỉnh các thông số các cụm chi tiết khi mà chúng ta lắp mới hoặc là thay thế. Để khi mà các bạn đã lắp mới hoặc thay thế bất cần một chi tiết nào như hộp số, van điện, màn hình hoặc các cụm chi tiết khác thì
Liên quan đến điện thì các bạn cũng phải vào đây để các bạn điều chỉnh lại các thông số. Để vào hạng mục này thì các bạn ấn phím 1 ở phía dưới bên phải để chúng ta đi vào trong. Thì vào đây thì nó có rất là nhiều. Đây là về trigger, về màn hình, về hộp số, về các ECMB van, về hộp số với ECMB van, về màn hình, về ECMB van. Đây các bạn vào đây. Bất kể khi các bạn thay là thế cụ chi tiết nào mà sau này các bạn cần ấy thì các bạn cần thay thế, các bạn cần điều chỉnh thì các bạn vào đây. Thì các bạn sẽ theo tôi chỉ xin giới thiệu các bạn đó là hạng mục về giám sát và bảo trì. Để giám sát các thông số bảo trì thì các bạn vào hạng mục này. Tại sao mà giám sát? Đó là chúng ta có thể đặt cái thời gian tiêu chuẩn của các thông số bảo trì thay đổi theo cái chất lượng của bảo trì. Ví dụ như là dầu bẩn thì chúng ta có thể hạ xuống 200 giờ để thay. Lọc bẩn chúng ta có thể, chất lượng lọc kém chúng ta có thể hạ xuống 200 giờ chúng ta phải thay, để cho cái người vận hành ở trong chế độ vận hành họ phải thực hiện cái công việc đó. Đây các bạn vào, các bạn ấn phím 1 ở phía dưới thì chúng ta sẽ chui được vào trong. Đây vì là lọc, các loại lọc, các loại dầu, dầu động cơ, dầu hộp số, nhiên liệu. Nói chung là hơn chục hạng mục về thông số bảo trì bảo dưỡng thì các bạn có thể vào đây để các bạn điều chỉnh. Các bạn vào đây để các bạn điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh rồi thì các bạn xác nhận và các bạn quay ra. Đó là hạng mục về giám sát lượng tiêu thụ nhiên liệu của xe cũng như là thông số của xe. Thì các bạn vào cái hạng mục đó là Operation Information. Và hạng mục này để các bạn giám sát cái lượng tiêu thụ nhiên liệu của xe. Để vào bên trong thì chúng ta ấn phím 1 phía dưới ở bên phải. Ở đây các bạn thấy là số lít trên km và tổng số lít trên giờ. Tiếp theo đó là hạng mục giám sát kích cỡ của lốp và tốc độ hiển thị của xe trên màn hình phụ thuộc về thông số đã chọn. Các bạn cũng ấn phím 1 ở phía dưới ở bên phải thì các bạn đi vào trong. Các bạn sẽ được là kích cỡ loại lốp, phần trăm loại lốp. Và các bộ thông số về hiển thị tốc độ cũng như là thay đổi ánh sáng ở trên màn hình. Tôi xin giới thiệu các bạn hạng mục Infinity Vertige, tức là hạng mục về cài đặt thông số ban đầu. Chức năng này dành cho bên nhà máy, tức là khi họ sản xuất xe cho chúng ta thì họ sẽ giao cho chúng ta các thông số ban đầu của con xe này. Như vậy tôi đã trình bày xong với các bạn chế độ sửa chữa, tiếng Anh hay gọi là chế độ Service Mode dành cho người thợ kỹ thuật. Trong chế độ Service Mode thì có 10 hơn chục hạng mục để chúng ta vào, chúng ta kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh theo cái mục đích nhu cầu của chúng ta. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể viết comment ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn.